Kyle Rooney đang tiến bộ như thế nào ở MU? Con trai của Wayne Rooney là Kyle Rooney đang tiến bộ như thế nào tại Manchester United sau 3 năm kể từ khi ký hợp đồng với đội trẻ tại Old Trafford? Cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Manchester United Wayne Rooney đã tạo nên một sự nghiệp huyền thoại ở Old Trafford. Bây giờ, nó là áp lực khi cậu con trai tuổi teen của Wayne Rooney là Kyle Rooney phải nối gót ông bố tại nhà hát của những giấc mơ. Kyle Rooney mới 13 tuổi nhưng đã có cảm giác cha nào con ấy khi cậu bé đang tiếp tục tiến bộ vượt bậc khi thi đấu ở các cấp độ đội trẻ Quỷ Đỏ. Ông bố Wayne Rooney đã ghi 253 bàn sau 559 trận cho MU và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Quỷ Đỏ. Wayne Rooney khởi đầu sự nghiệp ở Everton và trở lại câu lạc bộ này vào năm 2017 sau 13 năm thi đấu ở Manchester United, mang về 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 1 FA Cup, 1 Europa League và 1 Champions League. Con trai cả của Wayne là Kai hiện đang cố gắng theo đuổi sự nghiệp bóng đá của riêng mình dưới cây bóng quá lớn của người cha. Bây giờ, Kai chỉ trẻ hơn Wayne 3 tuổi, thời điểm Wayne có khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Everton khi ghi bàn quyết định vào lưới thủ môn David Simon của Arsenal. Đó là trận đấu Wayne Rooney chính thức bước ra ánh sáng và được xem là thần đồng mới của bóng đá Anh. Và gần 3 năm kể từ khi ký hợp đồng với học viện của MU, Kai Rooney cũng đang đi đúng hướng như người cha huyền thoại của mình. Bịt miệng những kẻ hoài nghi. Kai mới 11 tuổi vào tháng 12 năm 2020, thời điểm cậu bé ký hợp đồng với câu lạc bộ mà cha của cậu từng đạt được thành công rực rỡ dưới thời Sir Alex Ferguson. Sống dưới cái bóng của người cha danh tiếng, Kai không tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi từ người khác. Những ngón tay lập tức lướt trên mạng xã hội tung ra những lời nhận định rằng Kai được MU ký hợp đồng là nhờ người cha danh tiếng Wayne Rooney, chứ không phải cậu bé có năng lực chơi bóng thực sự. Nhưng những người hoài nghi bây giờ sẽ đổ mồ hôi. Vào tháng 6 năm 2022, Kyle Rooney đã tiết lộ qua tài khoản Instagram của mình rằng mùa giải trước đó đã chứng kiến cậu bé ghi được 56 bàn thắng và 28 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội học viện MU. Và mùa giải trước cũng diễn ra không tệ, Kyle thể hiện khả năng vừa kiến tạo vừa ghi bàn, ghi 4 bàn trong trận, thua 5-4 trước Liverpool và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Man City ở trận chung kết cúp quốc gia miền Bắc dành cho lứa tuổi U13. Xử lý ánh đèn sân khấu. Có lẽ việc có một người cha nổi tiếng thế giới có thể hữu ích khi đối phó với sự soi xét từ người hâm mộ bóng đá. Kai biết cách thích nghi với mọi bình luận dù tốt hay xấu trên mạng xã hội. Vào tháng 7 năm ngoái, Kyle Rooney đã ký hợp đồng tài trợ với Puma và đã thu hút được hơn 110.000 người theo dõi trên Instagram. Kyle Rooney sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để quảng bá cho nhiều công ty thể thao và thời trang. Cậu bé cũng tung những video thể hiện kỹ năng chơi bóng cho người hâm mộ chiêm ngưỡng. Thay vì là một cậu bé nhút nhát được thúc đẩy theo nghiệp bóng đá, Kyle Rooney quyết tâm tạo dựng con đường của riêng mình. Người cha Wayne Rooney lớn lên với ước mơ về một sự nghiệp tại sân Goodison Park của Everton. Wayne Rooney từng ăn mừng bàn thắng bằng cách để lộ chiếc áo phông có dòng chữ One A Blue, All Away A Blue, chỉ màu xanh, luôn luôn là màu xanh. Trong khi đó, Kyle Rooney thì lại có ý tưởng khác. Kyle chỉ nhìn thấy một nơi duy nhất có thể cống hiến toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình, nơi có thể giúp cậu bé là chính mình. Đó không ai khác chính là Manchester United. Kyle Rooney chia sẻ với truyền thông vào tháng 6, trong 10 năm nữa, hy vọng tôi sẽ chơi ở Premier League cho Manchester United. Đó là nơi tôi nhìn thấy chính mình, nhưng tôi phải biến nó thành hiện thực bằng sự chăm chỉ và mọi thứ đằng sau hậu trường.